Vâng, nước đi. Ừ, em uống nước đi. Vâng. Anh lên đây, anh hỏi em xem ở đây, anh cũng muốn tìm đồ đất, em xem có người nào giới thiệu anh ạ. Đất à? Thế bảo đất dạo này trên này đang sốt phải không anh? Ừ, nghe dân tình trên này bán đất cát cũng xôn xao lắm, nhưng anh đây anh đang muốn cần tìm một vài mảnh, tức là để anh mua hoặc anh đầu tư gì đấy. Đấy, thì em đang bảo mà, sắp này trên này đất sốt thình xịch mà cò vặt thì lắm anh ạ. Bây giờ thì còn mỗi cái ông ở trên đầu xóm ấy, nhà ông Chín Phở ấy, mảnh của nhà ông ấy thì đẹp vô cùng tận, vuông vắn đẹp lắm. Mà hình như là nghe đâu, em nghe thông tin đâu bảo là hình như muốn bán rồi ấy. Đất có sổ không em? Có, đất có sổ thì mới vào việc được chứ. Mà sổ đỏ chót anh ạ. Mảnh nhà ông ấy rộng phết ấy. Anh cũng muốn tìm là mảnh nhà nó có sổ. Cái chủ thì em cứ đưa anh lên thì họ bán theo sao anh mét mặt đường như thế nào. Đất nhà ông ấy rộng, bán mét hoặc là xào thì mình lên lựa. Nhưng mà có muốn mua được rồi. Anh có à? Vâng. Thế nào? Em vừa kéo mảy may tăm hơi. Em chào anh. Ở đây là ông anh em. À, ông anh, ông lại anh nữa. Thế này là vai vế lẫn lộn thế. Vâng, thế anh sang đây có việc gì không? Thì hôm trước cô bảo là xem sang đây có vụ làm ăn gì muốn hợp tác. À, cái vụ mà lúc nãy đang nói dở với anh, ông bố vợ anh lại có mảnh đất đang muốn ra đúng không? Bố vợ anh không, ông của bố vợ anh thì chết toại lâu rồi. À vâng, thì bố vợ anh ấy, bố của chị Mẩy Thanh ấy. Ừ. Đấy, cái mảnh đất bên đấy đang muốn ra. Ai biết được, đất của ông ấy có phải đất của anh đâu mà ra mới vào thì chờ vào đấy ông. Em nghe thông tin làng xóm người ta bảo thế mà em đang đây đang muốn nói là muốn sang mua mảnh đấy. Ê, anh chào anh lựa. Đi mình cũng muốn đi mua mảnh đất em bắt anh cả thì vừa đấy cô đấy vừa giới thiệu của nhà mình ông ba thì nhà mình có mảnh đất đúng không ông? Ừ. Có thôi, em thì em đất thì khối nhưng mà thế nào, muốn mua cái loại đất như thế nào? Có sổ đỏ, mặt tiền đẹp, mới lại đất là làm sao mà lần thoát hậu càng tốt. Đất đẹp, thoát hậu là có nghĩa là cái tầng đít là nó phải nở ra chứ. Đó. Đấy là thoát hậu à? Thoát chứ không phải thắt nhá. Thoát hậu thì nó cái đấy thì là nó là bị thắt đôi chuột. Đúng, vâng, đấy. Có lại như thế. Thế là đây là cũng là cỏ. Nói thế, anh phải gọi bọn em là dân xeo đất. Xeo đất làm chuyện nói tẹt luôn là cỏ để cho nó dễ làm việc. Đây, tôi nói thật, anh là cò, cứ cho là cò đầu đàn đi. Thôi, mình cứ nói là mình là cò to đi. Tôi thì chỉ bên chỉ trỏ thôi. Thì nếu cần đất nào thì tôi chỉ trỏ cho thì cứ phần trăm bao nhiêu đấy thì chi hoa hồng cho tôi. Tôi dẫn đến tận nơi. Bây giờ đang thì có... đang có một cái lô đất. Đi xem đất ghê thật. Lô đất đổi chủ tế, đất đẹp lắm. Em đã bảo là quanh đây mảnh nào mà em không nắm được trong lòng bàn tay, bây giờ chỉ có mảnh của ông bố vợ anh thôi. Nhưng mà mảnh đấy mới kiếm anh ạ. Không biết ông có muốn bán không, nhưng mà bây giờ bán hay không thì do cái mồm mà anh kéo mồm như thế. Thế cái gì? Bây giờ hỏi thật, như cái chỗ đất nhà bố vợ tôi đấy thì bao tiền một mét? Mặt đường mà chiều sâu vào 5-60 mét ấy. Vâng. Này, bây giờ tôi đang mua. 200 triệu một mét. 200 anh. Đất khỉ ho còn đấy, đấy mà cũng hướng nhỉ. Đã bảo là cả xã này có mình hai anh em tôi là mua được giá nhất mà. 200 triệu một mét. Có. Thôi được rồi, để tôi về tôi hỏi luôn. Đấy, anh xem thế nào. Về hỏi luôn đi, xong thì có gì sang đây anh ấy còn ở đây nhá. Được rồi. Thế nhá, thế tí mình đợi ông rồi. Rồi anh chị cứ ở đây nhé, lúc nào tôi quay lại tôi xem bố tôi có bán không đã. Rồi. À mà này, cho tôi hỏi đấy. Bây giờ là liên quan đến kinh tế đồng tiền là cứ phải rõ ràng. Đúng tôi rồi. Giới thiệu cho anh mà giao dịch thành công, có nghĩa là mua được đất của bố vợ tôi thì... Tôi hiểu rồi, tóm lại là bây giờ mà tôi mua như cái giá như thế mà thì ví dụ ông bán tức là không phải nói nhiều, tôi nói tóm lại là tôi cũng không bỏ nước bọt. Dạ không rồi, đúng rồi, hiểu rồi. Tức là ông giới thiệu cho tôi là tôi mua được, tôi phải gửi công cho ông ấy đúng không? Rồi.
Ví dụ tôi mà mua ông là chẳng hạn 100 triệu được, tôi được bao nhiêu? 200 một mét đi. Thì ông cứ mua đi, tôi gửi ông 100. Được chưa? Tức là tôi gửi tiền công cho ông 100 triệu là mua được cái 10 mét đấy. Ừ, chẳng hạn thế là chẳng hạn 1 tỷ là tôi sẽ được 200 á? 100. Hồn đấy. Rồi được rồi. Nhá. Nhớ đây nhé, đây là nói chỉ ra bằng miệng thôi, nhưng đừng có kiểu qua cầu chút ván mấy cái thằng cỏ vớ vẩn vừa rồi. Tôi giới thiệu cho nó mấy lô xong ấy là nó đưa cho tôi được gói bánh quy ăn dính cả răng trà được. Cái đồng mẹ nào từ đợt đấy tôi đây, không tin tưởng mấy cái. Đây là tôi nói là tôi mua. Còn mua anh còn tôi... em ở đây anh lo cái gì? Còn hai anh em ở đây chứ không phải là cỏ to cỏ lớn gì cả. Nhưng mà ông, tôi thích cái tính của ông là nói thẳng luôn. Rồi. Đấy, tôi hứa với ông, tôi mua được là tôi cho ông 100. Được chưa? Rồi, nhanh chữ của những thằng cò đất nhá. Đấy là tôi nói thật là anh em mình coi như là đang... Tôi là cò lớn chứ không phải cò lèm nhèm nhá. Tôi đã nhập đàn rồi thì đừng có kiểu tách đàn tôi ra là... Được lúc rồi. Đấy đừng liệu thần hồn thằng này đấy. Rồi. Xin tắc nhá. Rồi. Chẳng biết bây giờ bọn nó nhiều chữ mà nó nhìn thế này nó có đọc được không nhỉ? Cứ treo lên là nó biết đấy mà. Ôi! Ấy! Cô làm cái gì đã? Con xem có đọc được rõ số, rõ chữ không? Bán đất. Nhưng mà bố quên là bán đất thổ cư. Bố viết thế này nó tung tung quá nhưng mà người ta cũng hiểu đấy. Đúng ra là phải bán đất. Có sổ đỏ chết. Nhưng mà đi xin được mỗi cái bìa này không thôi. Bố phải viết cái chữ bán đất có sổ đỏ chết vào đấy. Đỏ chét thế thì nhìn nó mới rực rỡ, người ta mới thèm. Hay là liên phải ấy, bố phải viết là chữ viết ta là liên hệ 0906 6607. Cái gì bát kiểu bát thôi, không phải tàu mới ta gì cả. Lấy đâu ra cái bìa đấy mà to đấy? Người ta xem thế này là người ta thông minh, người ta phải hiểu ngay. Nhưng mà con hỏi bố có ý định bán đất thật à? Con nghe đồn thế mà thật à? Thì mày xem là bây giờ làm nào? Nhưng mà cuộc sống bây giờ có thiếu thốn gì đâu, thiếu tá về hưu thì tiền lương ăn còn trả hết gì, phải bán đất cứ để đấy cho con cho cái thì có phải nó giữ được cái đất không? Thì có hai đứa con gái nó có sót rồi thì bây giờ bố không bán thì để làm cái gì? Thì mai người chết đi thì có hải mét là xong, chả bán. Nhưng mà bố còn đây, tất cả cái chỗ này là cũng đều là đất nhà mình đã đã. Cái thằng này thì được làm rồi mà còn không nhớ à? Nhớ cái ngày đi nhổ sắn đến đâu là của mình đến đấy. Còn tưởng đến mỗi cái cọc bên tàu không phải đâu cũng... Người ta mượn đấy, cô Sáu cô mượn cô trồng cỏ mà có làm gì đâu. Ê mà bố chứ giấu như là mèo giấu đồ thải của nó ấy. Cái gì đất lu đây tao giấu thế nào được? Cô Sáu cô ấy mượn trồng cỏ voi. Từ ngày bố về hưu con mới biết là bố cũng chiếm được nhiều đất đai phết đấy được. Không phải chiếm đâu, của gia đình ông bà tổ tiên ngày xưa ấy, làm gì chiếm. Thế thì bố định bán bao nhiêu mét? Có bao nhiêu phần tất? Bố có nắm được là người ta bán ở đây là bao tiền một mét không? Ta đừng kia có ai trả gì bố chưa? Bố hỏi ngoài kia rồi, nó bảo là khoảng 160-170 một mét thôi con ạ. Có sổ 160-170. Nó bảo bố định bán 160-170 à? Một mét mặt đường này, nó bảo một mét mặt đường này dài của mình là 50 mét. Thế thì thế này, để con đừng bao giờ để chúng nó ăn chặn của mình, bố hiểu không? Ăn chặn gì thì không, bố cứ để con nói, để đấy con dẫn khách về con bán giúp cho bố. Kiểu gì chả được 180 một mét mà. Thế là thêm 20 nữa. Chỉ còn gì nữa, bố yên tâm. Thế tùy con nhé. Nhưng mà cái này có phải treo lên không? Mà thôi, để con ấy cho. Để số điện thoại của bố là nó sẽ... Nó thế nào? Để số điện thoại của bố là nhằng, bố cứ câu được câu trăng là nghe không rõ. Để nó gọi trực tiếp cho con. 0 9. Thôi được, thế cũng được. 4. Của bố cũng như của các con mà. 1. Có cái gì mà
đường nào chả, chả về các con. Bố lo gì? Bảy, ba, một. Đấy, bố cứ để số điện thoại của con này. Nhưng mà nhớ nhá, ai đến bố đừng có tiếp chuyện nhá. Thì treo lên thì đấy đấy. Nhưng đúng, mà rõ không con? Đúng phong thủy đấy bố ạ. Tôi được rồi, bố yên tâm. Con sẽ bán. Thế bây giờ là nó đến thì bố lại bảo là không được bán à? Ai hỏi là con cứ bảo là con gì chứ? Vậy để tôi chào hết cho thằng thôi được. Con gì thế bán. Đường nào chả thế. Nhạy bén hơn bố thì có con rồi thì cũng được. Vâng vâng nhá. Thì bố bây giờ bố cứ yên tâm là chỉ một hai ngày nữa thôi là sẽ chốt thành công cái là con bảo bố ký vào đó bố cứ ký. Thế việc này giao bố giao tất cho con nhé. Vâng vâng. Con làm hết thủ tục rồi. Thôi đi về mổ con gà bố mổ cho. Thôi hôm nay bố mổ cho. Con bận lắm. Thôi để giao dịch thành công đã để nó chốt được việc đã. Xong con lên thì bố con mình lên ngoài sao? Mời lên con chả ở nhỉ. Lạ thật. Hôm nay bố mời nó thịt gà uống rượu mà nó lại chả ở. Mọi lần toàn gà bố. Cái lô đất đấy. Đấy. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Em bảo lô đẹp mà. Nhưng mà lên gặp bố tôi nhá. Đây là tôi phải nhắc lại đây này. Không được để hở cho bố tôi biết là tôi bán là ăn chơi với các anh, hiểu không? Được rồi, cái đấy tôi hiểu. Đấy thì tôi bảo bố tôi là có 180 thu. Đấy còn 180 á? Đấy là việc của tôi, không thì thôi. À thôi được rồi. Đấy. Thôi, cái đấy là phải nói trước, đấy là anh chị đã chốt với tôi là 200 là đúng 200. Thế là bây giờ xong, là xong là lên là bây giờ là làm thủ tục giấy tờ xong là tí tôi nhận tiền. Còn tôi gửi tiền cho bố tôi sau, hiểu không? Thế tức là bây giờ là anh chị chỉ biết là thế tôi có lên gặp bố anh không? Có lên đấy thì mi có giấy tờ. Cứ bảo với ông là chúng tôi mua 180 gì? Chị có mà chết toay à? Ờ, thì anh bảo. À ừ. Ừ phải thế không nhỉ? Thì chả thế còn gì? Thì bây giờ tôi bảo anh là mua 200 thì tôi đưa tiền cho 200 thì anh chả phải đưa cho bố anh à? Đúng rồi. Đấy có tí tiền mà anh đã lú rồi. Thì đấy. Thế đi cứ đi. Đi nhá, đi. Chỉ nhớ là phải thanh toán tiền là cứ bảo là sau là làm việc với anh. Làm việc với tôi còn bây giờ là lên chỉ làm cái thủ tục giấy tờ cho nó hợp pháp thôi. Hiểu không? Được rồi đi. Hôm nay con đưa khách đây à? Vâng vâng, đây là hai anh chị này là chào anh chị. Vâng, đấy ông phải minh mẫn. Vợ chồng đẹp đôi quá nhỉ? À không, đây là ông anh của cháu. Anh ruột à? Vâng, thì đây con ruột trên ruột dưới anh ạ. Khách mua đất đi gì? Thì chả khách mua đất thì con mình bán gì phải giấu riêng. Mua thì mua đúng không? Mất tiền mà. Vâng, đúng rồi. Thì đây là anh này là anh ấy cũng là cùng ngành với bố đấy. Bố về hưu rồi anh ấy cũng vừa ra quân. À thế à? Bây giờ lên bây giờ làm ngành nó nhiều tiền nó mới có tiền mua đất. Vâng. Ngày xưa tôi làm ấy chả kiếm được tí nào cả. Chết vì cái đấy về lương bạc cặc ba đồng. Vâng, mỗi đất mi đất thôi mỗi chỉ có toàn đất thôi. Thì con đến đây con cũng muốn có anh đây giới thiệu cho bọn cháu đây không? Bác có mảnh đất không? Tôi giao hết cho con rể tôi rồi. À, thì đây hôm nay con đưa anh chị lên đây để gặp bố để bây giờ hoàn thiện cái thủ tục giấy tờ chuyển nhượng đấy thì nói tóm lại là tiền cháu cháu múc đưa tiền cho bố là được cái gì? Tiền thì tí sau là con có cách thanh toán của các anh chị bắn vào tài khoản rồi bây giờ ai người ta đi buôn đất người ta đưa tiền mặt nữa. Bố chưa được cầm nhiều tiền bao giờ, bố phải được đếm sướng. Bố yên tâm, lúc nào vào tài khoản của con rồi, nó tinh tinh vào đây rồi, thì là con sẽ đưa bố ra ngân hàng rút tử tế. Bố cầm về giải hết cả gia nền nhà nằm cho nó mát cái lưng cũng được. Anh ấy nói đúng đấy chú ạ. Gió nó bay cho phát thì cơm mà chả vù được tử nào. Thôi thì bố xem giấy tờ thì chuẩn bị cho con cái bút. Đấy còn chị xem cái giấy tờ chị đã soạn thảo xong chưa? Nhưng mà cái giá thỏa thuận hợp lý chưa đấy? À đấy thì con vẫn bảo là con sẽ bán cho bố là không phải nói trước, cầm bút phải nói trước. Vâng, thì đấy. Trong ngành bố pháp luật là bố phải như thế. Bố sao lại chắc lép với con thế nhỉ? Con đã bảo là con ngành của bố là ngành là pháp luật nó phải rõ ràng. Đấy. Bút xa gà chết. Thì con nói là anh chị ý bằng lòng
mua với cái giá cao đất của bố. Cao là bao nhiêu? Là 180 một mét chứ không phải 160, 170 như mấy cái người kia. Đấy, bố có thằng con rể nó phải lên hẳn, okay, mỗi một mét hẳn chục triệu. Xong bố cho con được bao nhiêu thì bố cho. Nào, thì lại trong xuôi nhé. Giấy tờ nhanh chóng gọn nhẹ nhé. Bây giờ chỉ có còn một khâu cuối cùng nữa thôi. Đấy, đây thì em đang hoàn tất thủ tục để xong em chuyển cho anh đây. Nhưng mà sao lại có hai tuổi là thế nào? 10 mét đúng không? 10 mét còn gì nữa? Thì 10 mét 200 triệu một mét thì 10 mét 2 tỷ. Ban nãy thì ông cũng bớt lộc bớt liếc cho bọn tôi, tiền mặt bọn tôi cầm rồi thì tôi mới không trừ chuyển thẳng cho anh đấy. Nhưng mà thế thì còn cái kia thì không chuyển luôn à? Cái kia là cái nào? Thì đó, như cái hợp đồng ban đầu đấy, tôi giới thiệu cho anh chị được xong thì là cũng phải chi phần trăm cho tôi đấy. Đúng là ông khôn thật đấy. Thì tụi anh em mình đã thống nhất với nhau là tôi đã đồng ý mua của ông nhà anh đúng không? 200 thì ông lại báo bên kia là 180 rồi, ông bây giờ ông lại muốn kiếm nữa. Đấy là việc của tôi với bố tôi. Còn việc của tôi với anh chị thì đã có giao kèo từ đầu là cứ mỗi một tuổi là tôi được 10% đúng không? Là anh bảo là được 100 đúng không? Thế thì bây giờ thì còn 200 thì cũng phải bán nó cho tôi chứ. Này, tôi mà biết anh ăn dơ với bố vợ anh mà bố vợ anh bán rẻ như thế thì tôi lên trả luôn cho ông 1 tỷ 9 để tôi ngồi không tôi cũng được 100 triệu rồi. Đằng này vừa bố anh mà lại còn anh lại còn muốn ăn của tôi, ăn của bố vợ anh là được rồi. Mà nếu anh không thích nhá thì tôi lên tôi nói chuyện với ông. Nói chuyện với ông cái gì? Thì tôi bảo là liên quan gì đến ông, cái này chỉ liên quan gì đến ông nữa mà nói chuyện với ông. Việc của ông là xong rồi nhé. Tôi nói là 2 tuổi là việc của tôi, là tôi bán là đứng ra bán 2 tuổi là 2 tuổi. Đúng rồi. Thì các chị là thanh toán còn cái phần trăm mà các anh chị hứa với tôi lúc đầu tiên đấy. Thế là được phần trăm, là mỗi một tuổi là trích 10% cho tôi đi. Anh phải hiểu quy luật làm ăn thì nó có phải có tình người ở đây một tí. Anh ngồi không anh được 200 triệu rồi. Bây giờ nếu như mà tôi mà lên nói với ông nhá, đây mà tôi mua cho ông, mua của ông 1 tỷ 8 thì anh cũng chỉ được có 100 triệu thôi. Bây giờ anh ăn chênh lệch với ông, anh được hẳn 200 triệu nhân đôi lên rồi mà anh còn ngồi đây anh đòi nữa à? Thôi thế thôi anh ạ. Thôi anh em mình gặp nhau nhiều. Tao biết ngay mà, cái bọn cỏ chúng mày cứ bảo là cỏ to lắm, cỏ lửa. Ông đừng nói thế, đây là tôi mua thực tế mà. Mua thực tế nhưng mà ông phải giữ cái chữ. Còn thế nào người bây giờ người ta phải cần uy tín, hiểu không? Này, tôi mà biết qua anh mà mất hẳn 200 triệu tốt lên thẳng ông ý, cho nhanh. Tôi nói thật nhé, tôi cũng phải méo hết cả mồm ý, mới để mình để làm công tác tư tưởng cho bố tôi bán 10 mét đấy. Bây giờ nói thật chứ ông ấy còn khoảng 50 mét mặt đường đấy. Xin lỗi các người nhé, cái chữ tín không giữ lần sau á, đừng hòng tìm đến thằng này mà bảo thằng này gạ ông ngoại bán này. Cho ông vẫn còn à? Ông vẫn còn muốn bán à? Không phải muốn bán mà ông bây giờ ông có tuổi rồi, không làm được. Không làm được thì ông bán để ông hưởng thụ thôi. Thế đi, hai anh em mình lên kiểu gì trả tỷ 9 ông trả. Đi luôn. Chào anh nhá. Thế thì cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Đừng có lên đấy làm gì mất công. Ông ấy bán, ông phải ăn hết 2 tỏi đấy ông mới bán tiếp. Nó lên đấy thật à?